kế tiếp là chúng ta làm công việc là rethink. Tôi tự đặt ra chữ này, đặt ra theo cái nghĩa là bản thân chữ rethink là có trong tiếng Anh, nhưng mà tôi áp dụng trong cái chuỗi này cho các bạn dễ nhớ là suy nghĩ lại. Đó. Khi cái lúc nãy là review, là bạn phê phán tư tưởng của tác giả, và cái này là rethink, là bạn phê phán tư tưởng của chính mình. Tức là có khi bạn đọc một cuốn sách đó, nó làm bạn bị sốc, bạn bị choáng, bạn nói tại sao lại như vậy. Ví dụ bạn mà hồi xưa tôi đọc cái câu mà về trong văn học thiền các bạn, là cái câu là phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ, trời đất, gặp Phật là giết Phật luôn, phùng Phật sát Phật, kinh khủng. Đối với tôi, một người mà tôi có tinh thần Phật giáo, tôi rất là ngưỡng mộ, mà tại sao là cái câu nào mà nghe nó kinh khủng như vậy? Phùng Phật sát Phật nghĩa là sao? Bác của bạn phải suy nghĩ lại. Vậy thì bạn phải giải mã cái câu nói này. Như vậy thì tác giả của những cái thiền sư đó, họ muốn nói gì khi họ nói với môn đệ của họ là phùng Phật sát Phật?